Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm cán bộ mới. Ngày 29 tháng 8, tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. Đồng thời, bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Thiếu tướng Trần Văn Thiện cần phát huy những thành quả đã đạt được thời gian qua, cùng với tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao trong năm 2024. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Phạm Viết Vượng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Xuân Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm không ngừng rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, cùng tập thể, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.